Vâng, nghĩa ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì như hôm trước thì em có lau cầu rồi các bác ạ. Đấy, là trước khi hôm mùng 2 em về 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 ăn Tết ấy, thì là em có lau cầu đấy. Thì nay kiểm tra lại cái thứ nhất là kiểm tra lại cái tổ ong coi coi nó phát triển như thế nào. Cái thứ hai nữa là coi coi đụ nó xây như thế nào, mà cứ như thời tiết như thế này thì là nguồn mật nó cũng sẽ đổ về rồi này. Nhưng mà đổ mới được ít thì nhá, tại vì cây rừng nó cũng chưa nở được mấy. Đấy, thì là hôm nay là nó rơi vào 10 hôm này các bác này. 10 hôm, 10 hôm mà tính từ hôm lao nữa là 11 hôm đây các bác. Đấy, thì là nay cũng vừa mở ra coi cái tổ lao 4 cầu nó như thế nào và tổ lao 2 cầu nó như thế nào. Thì các bác cùng theo dõi tổ này. Tổ này đây các bác coi cả coi, tại vì em từ cái bữa hôm em về đến nay là em không cho ăn nữa các bác ạ, em không cho ăn nữa nên là như gì. Còn cái tổ đang nở đây các bác này, nó nở đợt này xong cái là bao giờ nó vít nắp lại nhé, nó vít nắp lại thì em sẽ lau cầu tiếp các bác. Đấy, ông đẻ cũng rất là tốt các bác. Đi quẩy đường rồi. Yeah. Rất là tốt. Hôm nay em mới lên thì em mới bắt đầu coi lại tổ ong này các bác. Đấy, có hiện tượng xây ong đực rồi, có nghĩa là ngoài ngoài nguồn nó cũng đã có nhiều rồi thì nó sẽ xây ong đực các bác, là đẹp luôn các bác. Tôi để khô và không kia này. Đấy, xây ong đực kìa các bác. Đấy. Như cái tổ này thì khoảng tầm 10 ngày nữa thì là lao là ok này các bác. 10 ngày nữa. Tại vì bây giờ nó mới có trứng với ấu trùng 1 ngày tuổi thôi. Thì tầm 10 ngày nữa là lao cái tổ này là ok. Thì bây giờ nó đang nở đây, cái cầu trong cùng sẽ đổi này các bác. Đấy, cầu trong cùng là nó cũng đẻ này các bác. Chứ có phấn không nhá. Nên các bác thấy chữ phấn không thì cái cầu trong cùng này em sẽ cho vào cái cầu thứ ba để cho nó đẻ các bác. Bây giờ nó đẻ ở như cầu ngoài là nhiều hơn cầu gần cầu ngoài đấy, như tổ này là tổ 4 cầu này các bác. Đấy, thì đổi luôn, đổi luôn này. Có nghĩa là khi mình kiểm tra thì mình đổi luôn thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Thì như cái tổ này khoảng 10 ngày nữa là lao là ok các bác. Đây, còn cái tổ mà hôm em nói là nay là sau 10 ngày là cái tổ hai cầu đấy các bác này. Thì em có lao này các bác. Này. Đây là cái tổ hai cầu đấy các bác. Đây, em có lao đấy các bác. Đấy.
Bao giờ cái tổ hai cầu mà quân nó độ tuổi tiết sáp nhiều lao vào nó xây rất nhanh các bác. Trong 10 ngày đấy em cũng không cho ăn gì cả. Đây đây nó cũng đang nở đây các bác này. Đấy, đang nở xây ong đực rồi các bác. Đấy, như bên này nó cũng xây ong đực hết đây. Hai góc là nó xây ong đực rồi nhá các bác nhé. Để coi coi cái cầu lao hai. Đây cái cầu lao. Cầu lao thì lại chưa xây ong đực đây các bác này. Sau 10 ngày này các bác này. Đấy, để dơ cho các bác coi là sau 10 ngày đây. Đấy, và có ấu trùng này. Đấy các bác nhìn thấy nè. Ấu trùng á, ấu trùng 2 3 ngày tuổi. Đấy, ấu trùng rất là nhiều. Mới có ấu trùng 2 3 ngày tuổi thôi các bác ạ. Đấy, bên đây cũng thế. Đấy, bên đây thì có nhộng, mới có nhộng. Đấy, vậy sau 10 ngày là có nghĩa là hắn sẽ xây chỉ có mỗi 1 2 ngày là hắn xây xong cái cầu này các bác này. 1 2 ngày là hắn xây xong cái cầu này nhá. Đấy, thì là nên là bây giờ nó mới có nhộng vít nắp. Tại vì là cái con ấu trùng này nó chỉ có 5 ngày rưỡi thôi. 5 ngày rưỡi là nó thành nhộng thôi các bác ạ. Nhưng mà trong sách các thứ thì người ta sẽ viết 6 ngày. Đấy, 6 ngày cộng với 3 ngày trứng là 9 ngày. 9 ngày vậy thì như cái cầu này nó chỉ xây có mỗi 1 ngày là nó xây xong. Cái ngày thứ 2 là nó đã đẻ trứng như này các bác này. Đấy nên là chỉ có 1 ngày rưỡi là nó xây xong là nó đẻ trứng rồi nhá các bác nhá. Đây các bác này, cầu này đẹp nhá. Đẹp, quá đẹp. Lùng lùng. Ông phát triển này, nguồn mật về rất là nhiều này, lỗ dưới đầy mà. Lỗ dưới đầy là nguồn mật nhiều này. Đấy, cái lỗ dưới mà nó loang loáng đấy, ông nhìn thấy. Ở dưới đây á. Dưới ở trên ở giữa đấy, chú mà hắn chưa đẻ con vào đấy. Nó loang loáng đấy là có nghĩa là nguồn mật đây nó chưa nở đâu. Ừ? Cầu này nở chưa? Cầu này á, cầu này chưa nở, đang nở thôi, bên này đang nở. Thế con tướng nó tìm lỗ đẻ. Tại vì nóng này thường nó sẽ ra ngoài nhưng mà vì là nó không có lỗ đẻ đấy thì nó lại tìm vào cầu trong. Mới bò cầu tốt rồi nha. À cái đấy mới thảm. Mới lao đây này, mới lao bữa hôm mùng 2 tôi về đấy. Thì bây giờ cho nó làm cái nào, cho nó làm xong. Đấy, bây giờ chữ tách ra để cho nó bưng cái bầu mặt ra thôi. Tách bỏ thức ngăn cũng được. Mùa này không cần thức ngăn. À, thế ông Minh để cả năm sao bao giờ đâu. À, thì cũng được, chả sao cả. Tất nhiên là mình chẳng kỳ công. Như cái tổ này tổ ba cầu đấy cũng biết như thế nào. Nhưng mùa đông để cái bọng nhỏ bông nhỏ mùa đông hiệu quả hơn rất là nhiều. Đóng giày hai phần. Ừ, đóng giày thì được thì là tốt. Cho cái chân kìa. Khoảng cái rồi mất 8 triệu. Dễ không nghe. Nhiều em muốn mua điện thoại chi điện thoại 25 triệu. Điện thoại 25 triệu nhiều chứ, nhiều hãng 25 triệu. Vừa đi Đài Loan về mẹ làm con xe mẹ hơn 60 triệu. iPhone bây giờ đang mấy chục triệu. 25 triệu. Đây các bác. Thế làm bao nhiêu tháng rồi mẹ đúng không? Lúc mà thành niên. Đấy như cổ tổ này là lao cầu được luôn này. Ông lấy luôn cho tôi cái cầu tôi lao luôn. Đây như cái tổ này là lao được luôn này nhá các bác nhá. Đấy. Tổ này là lao được này. Thank you. Đấy như cái tổ này thì em sẽ lao luôn các bác. Đấy, kiểm tra xong cái em lao coi coi là đấy phát triển nó như thế nào thì xong xong là em lao luôn quá. Biết năm nay sức khỏe mình kém. Chưa có quả. Mít có quả rồi chứ, nhưng mà ở trên mình đây chưa có, chứ còn mít ở dưới xuôi chưa có quả. Đây các bác này. Mật hả?
Ôi giời ơi. Khu góc đây các bác, ác luôn, nó mặt đây các bác. Ác luôn, mặt đây mặt 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 ngoài tự nhiên này chứ không phải mặt cho ăn. Tại vì mình về 10 ngày nếu như nó nở ra như thế này mà nếu mặt ta thì có mà cổ ngoài nó còn thế. Đấy. Ồ đây là cổ ngoài. Đấy các bác thấy này, đấy còn chúa này. Chúa ngay góc. Thấy không? Là cái trời kia xe ba chân. Chở. Cái cầu này thì lao vào giữa rồi, tại vì nó mạnh. Nó hơn một lớp, tầm một lớp nữa đấy. Loại này lao vào thì nó làm nhiều con đông ấy. Vâng. Cầu trong với ác liệt. Cầu trong đổi mẹ luôn. Trong mà quay mặt ngày, nặng quay một ngày lượt quay được chỗ này là phải tầm trăm lít. Không được hơn trăm lít. Chưa được. Ừ. Chỗ nhỏ, chỗ to bụi. U trời ơi phấn này. Mặt đắp, này. Đắp phấn mà đúng là đắp phấn này phải cho nó ra ngoài ấy, cho nó ăn phấn đi chứ. Phấn ở trong chứ. Ừ. Cho nó vào trong này, lao hẳn vào trong. Cho cầu này vào trong. Ô chén làm lưới mèo. Cầu phấn đi vào trong chứ. Đâu cầu phấn cho ra ngoài. Mùa nóng mà cho ra ngoài. Không phải mùa nóng mà đảo cho nó. Có nghĩa là mỗi lần kiểm tra là tôi tiện tay là tôi đảo ngay. Tiện tay là đảo luôn. Đây như cái cầu này là đây này. Cái lưỡi mèo nó mọc cái kiểu là nó không có chỗ đựng mặt nữa đấy. Bắt đầu là làm đúng ra đi thôi. Đây đúng không? Đấy, thì như cái này vặt nó đi thì mà. Chỗ nào mà cho ăn nó cũng không ăn. 3, 2, 3 ngày ăn hết. Nó nhiều mặt rồi lại có cho ăn không, nó cũng không ăn. Có 2 tuổi ngoài thì cho ăn không ạ? 3 ngày chết. Bây giờ cũng chẳng cần thế. Đêm nhưng mà lạnh. Đêm lạnh nhưng mà loại ong đông này thì ăn cũng thừa ấm mà. Đông ồn nhỏ nóng rồi. Đấy nha các bác nhá. Ê, ví dụ như tổ ong này nó đông quân này là lao cầu luôn vào giữa nhá các bác. Ê, các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh. Ê, và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.